Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của tin mới, các bạn thân mến. Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2021 của trang web phân tích quốc phòng độc lập Global Firepower, Việt Nam đứng thứ 24 trên thế giới để góp mặt trong top 25 quốc gia có nền quân sự mạnh nhất thế giới. Bên cạnh quân đội dũng cảm và thiện chiến, chúng ta còn sở hữu những vũ khí trang thiết bị tối tân nhất, đặc biệt là hàng loạt chiếc máy bay chiến đấu cực kỳ hiện đại. Vậy trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn khán giả của tin mới hãy cùng mình tìm hiểu điểm mặt top 5 máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Việt Nam nhé. Đầu tiên, máy bay chiến đấu mà tin mới muốn nhắc tới đó là Su-27, một trong những chiếc máy bay hiện đại nhất của Việt Nam, là máy bay chiến đấu hạng nặng do Liên Xô nghiên cứu chế tạo. Su-27 bắt đầu về Việt Nam từ giữa những năm 1990, giữ vai trò quan trọng cho tới ngày nay. Được Viện Nghiên cứu OKB của Sukhoi phát triển, Su-27 phương Tây vẫn gọi là Flanker, kẻ tấn công sườn, được ra đời nhằm chiếm ưu thế trên không và đối trọng với F-15 Eagle của Không quân Mỹ. Trên thực tế, những yêu cầu thiết kế đối với Su-27 được dựa trên cơ sở là khả năng chiến đấu của F-15 Eagle, nhưng được gia tăng thêm 10%. Trên thực tế, Su-27 vượt trội so với yêu cầu của các nhà sản xuất và trở thành vũ khí làm mưa làm gió trên nhiều chiến trường, góp mặt trong không quân Việt Nam từ gần 2 thập kỷ trước. Những chiến đấu cơ Su-27 đang ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ bầu trời, chủ quyền đất liền và biển đảo của đất nước. Những biến thể Su-27 mà Việt Nam đang sở hữu đều có sức mạnh tác chiến không thua kém so với phiên bản nội địa trang bị cho không quân Nga. Su-27SK sở hữu khả năng cơ động cao cùng với lực đẩy động cơ mạnh có thể đạt vận tốc Mach 2 công, nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh, tương đương với 2.500 km/h. Máy bay còn có thiết kế khí tượng học hoàn hảo dọc thân và cánh, giúp nó có độ cân bằng cao. Phạm vi hoạt động của máy bay khá lớn bởi sự hiệu quả của động cơ. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống kiểm soát vũ khí độc lập cùng với hệ thống radar theo dõi mục tiêu có khả năng bao quát rộng và hệ thống cảnh báo nguy hiểm thông minh. Với 10 giá treo, Su-27SK có thể mang hơn 8 tấn vũ khí ở hai cánh, bao gồm các loại khí tài như tên lửa không đối không, không đối đất, bom. Hệ thống kiểm soát vũ khí của Su-27SK cho phép phi công nhanh chóng sử dụng các loại tên lửa hoặc bom chuyên dụng nhằm tiêu diệt mục tiêu hiệu quả nhất. Hỗ trợ cho việc tiêu diệt mục tiêu là hệ thống radar và hệ thống cảnh báo sớm. Radar của Su-27SK đảm bảo phát hiện các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển trong bán kính 100 km. Ngoài ra, nó có thể đồng thời theo dõi 10 mục tiêu và chỉ ra mục tiêu nguy hiểm nhất. Hệ thống vũ khí của Su-27SK gồm một pháo tự hành GSH-3/1, cỡ nòng 30mm với 150 băng đạn, cùng nhiều loại tên lửa và bom chuyên dụng được lắp trên 10 giá treo ở hai cánh và dưới thân. Su-27SK có thể mang 6 tên lửa không đối không tầm trung bắn tự động dẫn đường bằng radar, 2 tên lửa tầm nhiệt, 6 tên lửa đối không tầm trung dẫn đường và 6 tên lửa tầm nhiệt tầm ngắn. Ngoài ra, Su-27SK còn có thể mang theo bom kích cỡ 500kg, 250kg hoặc 100kg để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất hoặc các loại tên lửa đối đất khác. Đó là những sức mạnh của Su-27. Các bạn khán giả thấy ấn tượng nhất về máy bay này là gì? Comment ngay dưới video chia sẻ cho chúng mình suy nghĩ của bạn về Su-27 nhé! Thứ hai đó là hổ mang chúa Su-30MK2. Su-30MK2 là máy bay chiến đấu tối tân thế hệ thứ tư xuất xứ từ Nga, cải tiến khả năng tấn công và hủy diệt mục tiêu trên biển, được giới quân sự trong và ngoài nước xem là xương sống của lực lượng không quân Việt Nam, giúp tuần tra và bảo vệ Biển Đông. Máy bay chiến đấu Su-30MK2 được NATO định danh là Flanker G, là phiên bản cải tiến của Su-30MKK, kết hợp nhiều công nghệ tác chiến trên biển hiện đại của biến thể Su-35. Su-30MK2 được phát triển bởi công ty Sukhoi từ năm 1997 sau khi Nga và Trung Quốc muốn cải tiến phiên bản Su-30 hiện có. Máy bay Su-30MK2 là chiến đấu cơ hạng nặng, hoạt động mọi thời tiết, tầm xa và cùng chủng loại với máy bay McDonnell Douglas. Su-30MK2 cải tiến rất nhiều khả năng tấn công trên biển và hệ thống điện tử. Hiện Su-30MK2 được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Venezuela và Uganda. Su-30MK2 có 4 thùng nhiên liệu chứa được gần 10 tấn dầu. Khi nạp trên cao, máy bay có khả năng hút 2.300 lít dầu trên 1 phút.
Su-30 MK2 có thể bay với tốc độ 2.100 km/h, trần cao 17 km và tầm xa là 3.000 km. Trái tim của Su-30 MK2 là hai động cơ L31FP, lực đẩy 132 kN, giúp tăng sức đẩy và độ linh hoạt khi chiến đấu. Hệ thống radio liên lạc VHF, UHF có tầm hoạt động lên tới 400 km. Phủ sóng toàn bộ mặt đất và trên không. Hệ thống chiến đấu xương sống của Su-30 MK2 bao gồm radar quang điện tử, mũ bảo hiểm, hệ thống tác chiến điện tử và dàn vũ khí đối không đối đất. Sắp xếp lại hệ thống tên lửa không đối không cho phép kiểm soát 6 tên lửa cùng lúc, chưa kể nó hoàn toàn có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên biển bằng tên lửa chống hạm KH-31A và KH-35. Radar nặng 200 kg mang tên lửa OLS-30 có thể phát hiện mục tiêu từ cự ly 10 km với laser và 90 km bằng hồng ngoại. Tên lửa KH-59 được hệ thống SVP không đối đất chỉ huy. Hệ thống này được giúp sức bởi bộ phận SUO-30PK và hệ thống định vị toàn cầu. A-737, vũ khí chính của Su-30 MK2 là hai pháo GSH-301, chứa 150 viên đạn kích cỡ 30mm, tốc độ bắn 1.800 phát trên 1 phút, gắn trên giá để vũ khí tên lửa không đối đất KH-10P, KH-29T và KH-59ME. Thứ ba trong danh sách này chắc chắn không thể thiếu sức mạnh đôi cánh ma thuật cường kích Su-22. Không quân Việt Nam đã được trang bị loại máy bay chiến đấu đa năng, hiện đại Su-30 MK2, song tiêm kích bom Su-22 vẫn giữ một vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, nhất là chủ quyền trên biển. Máy bay chiến đấu Su-22 là phiên bản xuất khẩu của máy bay cường kích ném bom Su-17 do Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1960. Su-17 bay thử nghiệm chuyến đầu tiên vào ngày 2 tháng 8 năm 1966. Sau đó, không chỉ phục vụ trong lực lượng không quân Liên Xô cũ, Su-17 được phát triển thành Su-20 và Su-20 tiêm kích đánh chặn bom cường kích cánh cụp cánh xòe để phục vụ xuất khẩu. Không quân Việt Nam bắt đầu nhận máy bay chiến đấu tiêm kích bom Su-22M, UM, một biến thể cải tiến của Su-22 từ năm 1979, để dần thay thế cho loại máy bay chiến đấu MiG-21, MiG-19 đã lạc hậu. Hiện tại, không quân Việt Nam đang có trong biên chế với số lượng lớn các máy bay tiêm kích bom phiên bản Su-22M, Su-22UM-3K và Su-22M-4. Trong đó, hiện đại nhất chính là phiên bản M-4 được trang bị hệ thống ngắm bắn quang học LEN 54 trong chóp mũi. Thông số kỹ thuật cơ bản của Su-22 có hai loại, một hoặc hai phi công dài 19,03m, sải cánh 10,2m khi cụp bay tốc độ nhanh, hoặc 13,68m khi xòe bay tốc độ chậm, cao 5,12m, trọng lượng rỗng là 10.640kg, trọng lượng cất cánh tối đa là 19.500kg. Máy bay có tốc độ tối đa là 1.850km/h, tầm hoạt động là 2.550km, trần bay 15.200m. Vũ khí trang bị của Su-22M4 gồm hai pháo 30mm NR-30 với cơ số 80 viên đạn. Các điểm treo trên cánh cho phép mang trọng tải 4.000 kg vũ khí gồm bom, rocket, tên lửa không đối đất và tên lửa không đối không, R-60. Su-22M4 có thể mang những vũ khí thích hợp cho nhiệm vụ diệt hạm như tên lửa không đối đất, hải dẫn đường bằng laser, quang truyền hình KH-29. KH-29 có tầm bắn tối đa 30 km với đầu đạn nặng 320 kg có khả năng vô hiệu hóa tàu chiến có lượng rạn nước lớn tới 10.000 tấn. Ngoài tên lửa không đối đất KH-29, Su-22M4 còn có thể mang theo tên lửa chống radar tầm xa KH-28, loại tên lửa đẩy có tầm bắn tới 120 km, tốc độ Mach 3 và mang theo đầu đạn nặng 160 kg. Phương thức dẫn bắn của KH-28 là dùng đầu dò thụ động bám theo cánh sóng của radar của đối phương. Thứ tư là cánh én bạc MiG-21 Bison. Các bạn thân mến, Việt Nam từng biên chế số lượng lớn MiG-21 bis. Đây là phiên bản cuối cùng của dòng tiêm kích hạng nhẹ nổi tiếng MiG-21 do Liên Xô sản xuất. Năng lực tác chiến của MiG-21 bis tương đương với chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16AB của Mỹ. Sự ra đời của MiG-21 bis được Liên Xô thay nghén vào cuối thập niên năm 1960 nhằm tiếp tục nâng cao tính năng của máy bay tiêm kích MiG-21 và Su-15. Mùa đông năm 1971, chính phủ Liên Xô ra nghị quyết yêu cầu phòng thiết kế chế tạo máy bay MKB Zeus ở Ufa chế tạo mới động cơ turbojet R25-300 có sức đẩy cất cánh
7.100 kg, còn khi bay thấp với tốc độ âm thanh là 9.900 kg. Nhiều ý kiến cho rằng với việc MiG-21 Bison có khả năng tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn cùng với sự nhanh nhẹ vốn có của nó, đây là đối thủ khó nhằn nếu chậm chán. Cách tiêm kích MiG-21 Bison còn kết hợp hệ thống ngắm bắn trên mũ phi công và khả năng mang các loại tên lửa đặc biệt nguy hiểm. MiG-21 Bison có hệ thống radar điều khiển hỏa lực cũ kỹ RP-21MA, RP-22 bằng radar điều khiển hỏa lực đa chế độ Copio do Nga sản xuất, có thể phát hiện mục tiêu đường không có diện tích phản hồi radar RCF 5m² ở cách 80km ở bán cầu phía trước máy bay hoặc 40km ở bán cầu sau phía sau máy bay, trong khi có thể đồng thời theo dõi 10 mục tiêu và dẫn hướng tên lửa tấn công cùng lúc 2 mục tiêu. Trong chế độ không đối đất radar Copio trên MiG-21 Bison có thể phát hiện mục tiêu xe thiết giáp ở cự ly 25km hoặc cầu đường ở cách 100km trong khi theo dõi 2 mục tiêu. Đặc biệt, loại radar này có thể hoạt động đối hải với khả năng phát hiện tàu thuyền cỡ nhỏ ở cách 80km hoặc mục tiêu kích cỡ tương đương. Khu trục hạm cách 150km, MiG-21 Bison đạt tốc độ cao gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh, bán kính chiến đấu hơn 600km, trần bay gần 18.000m. Tải trọng vũ khí của tiêm kích MiG-21 Bis có khoảng 1,3 tấn cho phép triển khai đến 4 tên lửa không đối không tầm nhiệt cao K-13M, RS-2US, R-3S, R-3R, R-60 và R-60M, hoặc có thể mang rocket cỡ 57 và 240mm hoặc các loại bom rơi tự do cỡ 500kg. 4 giá treo có thể cho phép mang pháo thuyền, máy ảnh hàng không, các phương tiện trinh sát vô tuyến điện tử. Trong thân máy bay được bố trí một khẩu pháo hàng không GSH-23L cỡ 23mm với kho đạn 200 viên. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó là hổ bay F-5E, chiến lợi phẩm giá trị nhất sau năm 1975. Chiến lợi phẩm đáng giá nhất của quân đội ta sau năm 1975 đó chính là 20 chiếc tiêm kích mới F-5E Tiger II. Đây chính là số máy bay mà Mỹ vừa chuyển giao cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Thậm chí có những chiếc mới chỉ có từ 9 đến 24 giờ bay. Máy bay tiêm kích F-5E Tiger II là thế hệ 2 của dòng tiêm kích hạng nhẹ F-5 do công ty Northrop sản xuất vào những năm 1970 nhằm giành hợp đồng máy bay tiêm kích quốc tế IFA mà chính quyền Mỹ đưa ra lúc đó. Chúng được cung cấp rộng rãi cho đồng minh gồm cả Việt Nam Cộng Hòa. F-5 Tiger II được chính các chuyên gia Liên Xô đánh giá cao khi nhận được một số chiếc từ Việt Nam chuyển giao. Đại tá Vladimir Kandudrov, một trong 3 phi công thử nghiệm lái chiếc F-5E, vừa tiếp xúc với máy bay đã cực kỳ ấn tượng với thiết kế buồng lái của chiến đấu cơ này. Ông đánh giá nó tốt ở khả năng thân thiện với phi công, có cặp bàn đạp phanh, trong khi máy bay Liên Xô lại không có tiện ích này lúc đó. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, F-5E Tiger II đã tỏ rõ hiệu quả khi được sử dụng bởi các phi công quân đội nhân dân Việt Nam. Những chiếc tiêm kích này đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho quân Khmer Đỏ. Ngày nay, tuy chúng đã được rút hết khỏi biên chế do thiếu phụ tùng thay thế, nhưng những chiến công do F-5E Tiger II vẫn được ghi nhận vào bảng thành tích của Không quân nhân dân Việt Nam. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng video của chúng mình cũng đã hết rồi. Chúng ta vượt điểm mặt qua top 5 máy bay chiến đấu mạnh nhất của Việt Nam. Các bạn có thấy ấn tượng với chiếc máy bay chiến đấu nào? Hãy comment ngay dưới video, chia sẻ cho chúng mình suy nghĩ của các bạn nhé. Đồng thời cũng đừng quên cho tin mới một lượt like, share, subscribe nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Ký xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.